Thịt lợn là thực phẩm thiết yếu trong mỗi bữa ăn gia đình. Đặc biệt, xu hướng ăn sạch sống xanh đang được người tiêu dùng quan tâm. Thịt lợn sinh học thảo dược 3S ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng khắt khe của người tiêu dùng, đảm bảo chất lượng thịt sạch, an toàn, đảm bảo sức khỏe. Thường thì chúng tôi là những người bán hàng hoặc hành chính rất bận rộn. Thế là khi đi mua thịt lợn ào một cái ở ngoài đường hoặc là các cái khu chợ dân sinh thì gặp được những cái thịt nó có thể là không được như ý muốn của mình. Thế là cho nên là ở khu tôi thì nó có cái thịt lợn sinh học thảo dược. Tôi đã mua thử về ăn thì thấy nó thơm ngon. Khi luộc với một ít muối thì nước nó trong, ăn thịt nó giòn, thơm ngon, rất là thích. Từ đó ngày nào tôi cũng mua. Là một bà mẹ đang nuôi con nhỏ, tôi rất quan tâm và kỹ càng cho việc lựa chọn thực phẩm cho con. Với sản phẩm thịt lợn sinh học thảo dược này, tôi thấy khi nấu lên thì nó không bị sủi nhiều bọt, ăn rất là thơm, ngon. Tôi rất yên tâm khi cho con sử dụng sản phẩm này. Vậy, điều gì làm nên điều khác biệt của thịt lợn sinh học thảo dược 3S? Thức ăn được xem là yếu tố quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến sự sinh trưởng, phát triển của đàn lợn và chất lượng thịt. Thức ăn chăn nuôi thảo dược được chế biến từ sự kết hợp giữa hỗn hợp chất hữu cơ tự nhiên, chế phẩm sinh học, cây thảo dược. Trong đó, các loại thảo dược như kim ngân hoa, chè đại, nghệ đỏ, cây xuyến chi được phối trộn trong thức ăn của lợn, giúp cung cấp dinh dưỡng, tăng vi sinh vật có lợi cho đường ruột. Đặc biệt, các chất thảo dược được xem như chất kháng sinh tự nhiên giúp lợn khỏe mạnh, mau lớn, chất lượng thịt tốt, hương vị thơm ngon. Nuôi lợn bằng thảo dược thời gian xuất chuồng lâu hơn, nhưng so với chất lượng thịt thì hơn hẳn các loại thịt thông thường khác. Chăn nuôi theo quy trình hữu cơ, trang trại khép kín đảm bảo hạn chế dịch bệnh, chuồng trại rộng rãi, môi trường tốt cho lợn phát triển. Con giống được chọn lọc đạt tiêu chuẩn đầu vào, hệ thống trang trại hiện đại, đảm bảo cung cấp nước cho lợn, giảm stress nhiệt mùa hè, hệ thống quạt gió, vệ sinh cho lợn và chuồng trại thường xuyên. Quá trình pha lóc, đóng gói, vận chuyển được thực hiện trong phòng lạnh nhằm hạn chế tối đa sự phát triển và xâm nhập của vi khuẩn gây hại, giữ cho thịt lợn tươi sạch chất lượng đến tay khách hàng. Thịt lợn sinh học thảo dược có thể chế biến thành các món ăn đa dạng như luộc, kho, nấu canh, món nướng, từng miếng thịt được cho vào khay, thịt có bề mặt khô, săn chắc, độ đàn hồi tốt, không để lại vết lõm khi ấn vào, khi luộc nước có màu trắng, không sủi bọt đen, ngửi thấy có mùi thơm nhẹ, khi ăn thịt có vị ngọt, hương thơm giống vị thịt xưa được chăn nuôi bằng phương pháp nấu cám truyền thống. Thịt lợn sinh học thảo dược 3S đảm bảo tiêu chí 505 tốt, không chứa chất tồn dư kháng sinh, không chứa chất tạo nạc, không chứa chất tăng trọng, không chứa chất bảo quản, không chứa kim loại nặng. Thức ăn tốt, chăn nuôi tốt, giết mổ tốt, phân phối tốt, phục vụ tốt. Thịt lợn sinh học thảo dược 3S đã có mặt tại các hệ thống cửa hàng thực phẩm sạch khu vực Hà Nội, Ubo Food, An Việt Food, Thảo Nguyên Food, thực phẩm sạch Từ Tâm. Tự tin mang đến sản phẩm chất lượng tới tận tay người tiêu dùng. Thịt lợn sinh học thảo dược 3S được chăn nuôi bằng cám sinh học thảo dược, đảm bảo chất lượng thịt thơm ngon, rắn chắc với hương vị đặc trưng.